Good evening, church. We're gathered here tonight to just pray together. Would you rise to your feet as we open up in a word of prayer? If you're tuning in online, we welcome you tonight. God, we thank you, Lord God, as we're gathered here, Lord, to lift our voices together, Lord, to give you praise, Father, to honor you with our just gifts, talents, Lord, our voices, God, as a church family, Lord, we pray for our city, our nation, our world, God. Would you come? Spirit, now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the wind of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Let it rain. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the wind of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Let it rain. Let it rain. Mutum chan, mutum chan.
Xin Chúa mở cửa của thiên đàng. Let it rain, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates. Better is one day, better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts. Thousands elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousands elsewhere. Better is one day. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousands elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousands elsewhere. My heart and flesh cry out. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water for my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. Sing that again, my heart and flesh cry out. My heart and flesh cry out. For you, the living God, your spirit's water for my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me, and I will draw near to you. I will draw near to you. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Than a thousand elsewhere. Hallelujah. Hallelujah.
ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeat. Sing forever, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Trong giấc rung rinh, hồn đã cùng một làn da, yêu thương của Cha tuôn đang chiến thắng mọi quyền. Ôm chết giờ này đã biến, bởi Chúa oai quyền vô song, khiến tôi tham phượng ngời gian Chúa. Mãi mãi Jesus. Ngài thác ban số. Hãy hát hallelujah. Hãy hát hallelujah. Hãy hát hallelujah. Sự chiến thắng của chiến có. Hãy hát hallelujah. Hãy hát hallelujah. Hallelujah, sự chiến thắng của chiến con. Hãy hát hallelujah, hãy hát hallelujah, hãy hát hallelujah. Sự chiến thắng của we sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever He is glorified. Forever He is
Father, we're so grateful, Lord, that we gather here tonight. Father, to just lift our voices in praise, to worship you, God. Father, for you are the Lamb of glory, the King of kings, the Lord of lords. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King, and with our hands lifted high, we will worship and sing. With our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell that we're loving our King. Hay exultón pevo, gak vu. Hay exultón gang e chin hin vin. Hay exultón pezan chu wai kwe. Ngài khen Chúa Giêsu, đời ai tay lên trời cao, chúng con tôn thờ và xưng ca. Đời ai tay lên trời cao, chúng con reo mừng và hát ca. Đời ai tay cao vì Chúa lên trời kia, khi thế ngơ ngôi cờ đào, con không bố chúng con yêu Chúa là. With our hands lifted high, and with our hands lifted high, we will worship and sing. With our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Just tell them we're loving our King. We'll just tell them we're loving our King. Yes, Father God, we love you. We will tell the world, God, we worship you tonight in Jesus' name. Amen. Amen, church. You have a seat. Good evening, everybody. Kính chào các con cái Chúa buổi tối hôm nay. Kính chào các tôi tới Chúa và các anh chị em. Tối nay chúng ta sẽ bước vào sự cầu nguyện. Và giờ này tôi xin được phép cầu nguyện để xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn buổi cầu nguyện buổi tối hôm nay. Giờ này chúng ta hiệp nhất cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là chúng con, là Cha của chúng con đã đứng dựng nên trời đất. Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài, tôn quý cao trọng. Chúng con chúc tụng danh Ngài. Giờ này chúng con mời sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở cùng với chúng con. Sức dầu trên môi miệng con, trong lời nói hành động của con, không phải bởi con nhưng mà Chúa Thánh Linh tuôn tràn, để lời của Chúa Ngài sống động trong con và cho chúng con được hiểu lời của Chúa. Và chúng con cầu xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em chúng con cũng mở mắt, mở tai thuộc linh để nghe lời hằng sống của Ngài.
Chúa ơi, lời của Ngài là hằng sống, và con cầu xin sự hiện diện của Chúa Thánh Linh giờ này sức dầu trên mỗi chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Buổi tối hôm nay con nhớ đến tôi tớ Chúa và các anh chị em trong phái đoàn giờ này đang ở Hà Nội để hầu việc Chúa trong nhiều nơi về Thái Bình cũng như là Phú Thọ cũng như là trung tâm Aquila. Lạy Chúa, xin sự sức dầu của Chúa đi cùng tôi tớ Chúa, xin ban phước cho mục sư Francis Lott, mục sư Don McDonald, mục sư Khánh cũng như phái đoàn của anh chị em chúng con. Xin Chúa cho họ bằng chân họ đi tới đâu, chúng con công bố trong danh Chúa Giêsu uy quyền của Chúa ban cho hội thánh Chúa cũng như cho các tôi tớ Chúa được giải phóng, những người đang bị sự áp bức của thế giới tối tăm cũng như được cần sự cứu rỗi cũng như nhiều người cần sự chữa lành. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước để công việc Chúa được truyền ra khắp nơi. Chúng con cảm tạ anh Chúa vì Chúa cho đại hội Cà Mau, Chúa cho nhiều người được cứu, nhiều người được chữa lành, nhiều người câm được nói. Chúng con cảm tạ anh Chúa vì những dấu kỳ phép lạ đã làm để mà danh của Chúa được cả sáng và nhiều người chạy đến tình yêu sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con dâng lên Chúa lời biết ơn bởi vì Chúa Ngài đã làm ơn trên hội thánh Chúa, làm ơn trên các tôi tới Chúa và anh chị em chúng con. Xin tiếp tục làm nữa để cho công việc Chúa cũng như ngoài Bắc chúng con, để tin lành của Chúa được truyền ra khắp nơi. Chúng con cảm tạ anh Chúa và chúng con Amen. Tối nay chúng ta sẽ cầu thai cho sự tăng trưởng của VBC và nhất là cầu thai cho đội ngũ góp phần phục vụ buổi nhóm. Theo như rằng là hội thánh Chúa, khi mà tôi tới Chúa đi thì các anh chị em khác cũng dấy lên và đã phải làm việc nhiều hơn cái số mình ứng định. Và chúng ta sẽ có những cái điều buổi tối hôm nay cầu nguyện cho từng mục vụ khác nhau. Và nền tảng buổi tối hôm nay trong sách Cô Thiên Túy Nhất đoạn 12 từ 13 tới 20, tôi xin được phép cầu nguyện, sao được phép đọc lời Chúa trong sách Cô Thiên Túy Nhất đoạn 12 từ câu 13 tới 20. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gơ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm cùng một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì ta chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta trở thành chi thể trong Đấng Christ? Bằng cách là chúng ta chịu báp têm để hiệp làm một, tức là chịu báp têm trong Đấng Christ. Chúng ta biết rằng trong thời Phao-lô thì khi một người con trai sẽ không nhận được đầy đủ lợi ích và thẩm quyền khi người con trai đó đến đúng tuổi. Thì trước cái tuổi đó thì người cậu con trai này phải chịu dưới quyền của người giám hộ, và những người đặt đức tin nơi Đấng Christ cũng như vậy. Giống như người con trai đã đến tuổi, bây giờ họ có đầy đủ quyền hạn của một người con. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta được tin Chúa và Chúa cho chúng ta mặc lấy một bản thể mới. Những cái sự cũ qua đi, những cái bản thể cũ về tánh xác thịt, sự tội lỗi, thì cảm ơn Chúa khi mà Chúa cứu chúng ta bởi dòng huyết của Chúa, thì Chúa cho chúng ta được xưng công bình và chúng ta được mặc lấy một cái bản thể mới của đời sống thuộc linh ở trong Chúa. Như vậy thì ai có thể đến với Đấng Christ qua đức tin? Câu trả lời là tất cả mọi người đều có thể. Về mặt thuộc linh, không có phân biệt con người nào cả.
Khi chúng ta mặc lấy Đấng Christ thì chúng ta trở nên một gia đình, thậm chí là chúng ta là một thân với nhau. Tất cả chúng ta, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay là tự do, hay là người nam hay là nữ, chúng ta đều là một thân trong Đấng Christ. Chúng ta hãy nghĩ đến sự khác biệt rất là lớn từng có giữa người Do Thái và người ngoại bang, người chủ và nô lệ, cũng như người đàn ông cũng như người đàn bà. Thì trong cái thời Phao-lô thì chúng ta biết rằng là những người mà nô lệ thì bị chà đạp bởi cái quyền của người chủ, cũng như là người đàn ông khinh thường người đàn bà. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta là hội thánh, chúng ta không có thuộc về cái nhóm người này hay là những của những người khác, nhưng chúng ta thuộc về Đấng Christ và chúng ta là một thân thể của Đấng Christ. Và chúng ta biết rằng cái quyền công dân của chúng ta là trên thiên đàng chứ không phải trên thế giới này. Bởi vì như thế nào thì trên thiên đàng chúng ta biết là không có sự chia rẽ, không có sự giai cấp, không có bình đẳng, cũng như là cũng không có người ngoại quốc ở trên thiên đàng. Nếu mà chúng ta để bất kỳ cái sự phân biệt nào trên cái trên sự phân biệt tồn tại nào trong hội thánh của mình á, thì chúng ta đang phạm tội, đó là phạm tội vì chia rẽ thân thể của Đấng Christ ra từng mảnh. Chúng ta nên nhớ điều đó. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta có một báp têm trong cùng một Thánh Linh. Không phải là báp têm bằng nước, nhưng là cùng một Thánh Linh. Khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta được Thánh Linh ngự vào lòng mình. Thì khi mà Chúa, Thánh Linh ngự vào lòng mình thì mình có Đấng Christ mà mình dự phần trong một thân của Ngài. Và chúng ta trở thành chi thể của Đấng Christ. Cũng như chúng ta thấy hình ảnh của máu trong thân thể mình á, thì khi mà máu lưu thông á, thì nó sẽ lưu thông trong cái thi thể, trong thân thể mình. Mà nếu mà mình mất máu thì mình phải chết bắt buộc rồi. Cũng vậy, Đức Thánh Linh là dòng, là cũng mình cũng đã chết về mặt thuộc linh. Nếu mà không có Thánh Linh thì mình đã chết về mặt cái thuộc linh của mình đó. Một cái minh họa khác là Thánh Linh giống như là nước sống. Chúng ta được mời để mà gọi đến để uống nước sống. Thì trong câu Phao-lô ông viết rằng là nếu mà chúng ta chịu uống chung một Thánh Linh, khi mà chúng ta uống nước hằng sống của Thánh Linh, thì Chúa mặc cho mình cái quyền năng để mà mình phục vụ Chúa trong nhà Chúa. Và đồng thời chúng ta có bông trái Thánh Linh, đó là tình yêu thương, sự vui mừng, hiền từ, trung tín, mềm mại, tiết độ. Những bông trái Thánh Linh để thể hiện qua đời sống của mình, biết rằng mình là một người mới trong Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta là một chi thể thuộc về thân trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta phải sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không phải sử dụng cho riêng của mình, nhưng bởi vì lợi ích của nhà Chúa. Và chúng ta rất điều quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ đúng mức về bản thân và về nhau. Đừng có nói là ngón tay út không có quan trọng hơn là bàn tay, hay là bất cứ điều gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi chi thể của Đấng Christ đều là một thân trong Đấng Christ. Giống như chân thì họ làm việc của chân, tai làm việc của tai. Do đó chúng ta không nên cố gắng làm việc của chi thể khác. Ví dụ như là bàn chân nói rằng là tôi nó nhỏ quá, tôi không muốn làm bằng tay. Thì bằng tay thì mình thấy to, có nhiều ích lợi cho công việc khác nhau. Mà nếu không được làm bằng tay thì tôi sẽ không làm chi thể trong thân nữa. Thì chúng ta biết rằng đôi lúc chúng ta cũng nghĩ rằng là nếu mà tôi không được vào ban chấp hành thì tôi không làm việc trong nhà thờ. Cái đó là không có đúng. Hay là chúng ta nói rằng tôi là người hèn mọn, không có nào, do đó mà tôi chẳng có phần gì trong hội thánh này. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người Chúa ban cho chúng ta, và Chúa Ngài đã cứu chúng ta, Chúa đã cứu bằng huyết của Ngài. Chúng ta phải nhớ ơn đó mà chúng ta biết ơn Chúa, và chúng ta phải làm việc hầu việc Chúa cách hết lòng hết ý, và chúng ta phải khiêm nhường hạ mình để cho công việc Chúa được mở mang. Cầu xin Chúa ban phước để mỗi chi thể trong Đấng Christ để làm công việc Chúa một cách vinh hiển. Amen. Con cái Chúa trong hội thánh. Và giờ này chúng ta sẽ đến vào chương trình những điều trong cầu nguyện buổi tối hôm nay. Chúng ta có 17 điều để mà cầu nguyện, cầu thay cho công việc đội tuyển buổi nhóm của chúng ta. Thứ nhất là cầu nguyện cho quý mục sư, những người giảng dạy và các giáo viên trường chủ nhật.
Thứ nhì là ban thờ phượng, trưởng ban thờ phượng và những người hát và chơi nhạc cụ âm thanh. Thứ ba là ban điều hành các buổi nhóm thờ phượng, sắp xếp thứ tự buổi nhóm, chạy chương trình các buổi nhóm hàng tuần, quay video, quay trực tiếp cho những ai xem buổi nhóm qua mạng Internet. Ba điều này là chị Thu sẽ cầu nguyện. Và điều thứ tư là những người dịch thuật và thông dịch viên. Thứ năm là ban tiếp tân, đón tiếp tín hữu và thân hữu. Thứ sáu là đội an ninh trật tự cho các buổi nhóm thờ phượng và mục vụ thiếu nhi. Vũ sẽ cầu nguyện cho ba điều này. Và thứ bảy là ban sản xuất truyền thông, gồm có video thông báo quản lý mạng xã hội và đội múa. Ban phước cho đội múa càng được ơn của Chúa để có những điệu múa thiên đàng từ nơi Ngài, cũng như các chị em chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để phục vụ Ngài. Phần thứ 7, thứ 8, 9 là cô Linda sẽ cầu nguyện. Và phần thứ 10 là mục vụ thiếu nhi, gồm có ấu nhi và thiếu nhi. Mục vụ điều thứ 11, thiếu niên và đội nấu ăn. Mời ông Vĩnh sẽ cầu nguyện phần đó. Và điều thứ 3, 13 là ban tài chánh, gồm có ban đếm tiền, ban giữ sổ sách, ban kế toán và lương bổng. Và điều số 14 là đội sắp đặt, gồm tháo gỡ. Tức là trước khi buổi nhóm có một anh Minh là người để mà giúp đỡ, để những cái flyer, những cái bảng của VBC chào mừng của thân hữu tới những ở ngoài cổng của nhà thờ, cũng như là những cái hành lang của ngoài nhà thờ, và cũng ban bảo trì nữa. Và thứ 15, phòng cầu nguyện. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho phòng cầu nguyện. Đây là nơi một nhà máy phát điện của Hội Thánh, rất là quan trọng để chúng ta giữ phần trong sự cầu nguyện. Bởi vì nếu mà chúng ta không có thật cầu nguyện thì đời sống tâm linh chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa dấy anh chị em Chúa trong Hội Thánh. Tôi muốn thấy rằng Hội Thánh Chúa càng hơn nhiều người nữa, càng nhiều hơn để mà cầu nguyện trong phòng cao. Đó là 13, 14, 15 là anh Cường cầu nguyện. Và phần 16 là một vụ giải trí và thể thao. 17 những người làm việc sau hậu trường là những cần thiết phụ giúp trong việc dọn dẹp. Và số 18 là cầu nguyện cho phái đoàn của mục sư cũng như các anh chị em đang ở Hà Nội, gồm có mục sư ông bà mục sư Khánh, mục sư Frank Douglas và mục sư Don McDonald. Xin Chúa ngài sử dụng để công việc Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng ta vừa học về bài học những chi thể trong thân thể. Bây giờ chúng ta sẽ là những chi thể, các con cái sẽ lần lượt để mà cầu nguyện giờ này. Tôi mời chị Thu đến cầu nguyện phần 1, phần 2, phần 3 giờ này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đứng hôm qua ngày nay không hề thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa vì tối hôm nay Chúa đã gom bó tất cả anh chị em chúng con đến nhà của Cha để chúng con học hỏi lời của Ngài và chúng con cùng nhau hiệp lại để cầu nguyện cho những cái chương trình cũng như trong hội thánh và cho chúng con cần. Lạy Chúa, tối hôm nay xin Thánh Linh Ngài ở đây với chúng con và dẫn dắt chúng con đi trong con đường của Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện những điều này chúng con dâng lên Chúa, chúng con kêu cầu Ngài. Rồi xin Ngài cũng ban ơn cho những mục sư, những người giảng dạy, nhất là mục sư Khánh, mục sư Xem và mục sư Đạt. Con cầu xin Chúa Ngài sức dầu trên những tôi tớ của Chúa gấp bội phần. Lạy Chúa, xin Chúa dấy lên mục sư Xem cho những thế hệ sắp tới, những thế hệ trẻ, những con cháu của anh chị em của con. Rồi xin Chúa Ngài cũng sức dầu ở trên tôi tớ của Chúa là mục sư Đạt, để ông cũng cùng nhau xây dựng công việc nhà Chúa tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa. Và con cũng cầu xin Chúa Ngài cho những các giáo viên để giúp ở bên cho các em. Xin Chúa trong chiều Chủ nhật, xin Chúa Ngài cũng thăm viếng các cô, để các cô có một tấm lòng yêu mến các em nhỏ và dạy dỗ, dẫn dắt, nâng đỡ. Chúng con biết đây là cái mục vụ rất là khó, nhưng mà chúng con tin tưởng rằng khi mà Chúa hiệp lại, những hiệp lại làm ích cho công việc nhà của Ngài, con xin Chúa Ngài ban phước cho họ và sức dầu cho họ để mỗi ngày họ càng yêu mến các em và hướng dẫn các em ở trong con đường tin kính Chúa và lớn lên và trưởng thành
ở trong ý muốn của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Và con cũng cầu xin Chúa cho những buổi nhóm thờ phượng, nhất là những nhóm nhỏ, nhóm ở Southwest, King Salomon, nhóm ở Northwest và nhóm của Tâm Quanh và nhóm tình thương của chúng con là ở Southeast. Là Chúa, xin Chúa Ngài cũng lôi kéo cho chúng con, những anh chị em chúng con, những người gần, xa, nhà chúng con đến để mà học hỏi lời của Chúa. Chúng con, để chúng con mỗi người được trưởng thành ở trong đường lối của Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa dục thúc những tấm lòng anh em chúng con. Mặc dù biết rằng họ mỗi người có một công việc làm, họ đi làm về rất là mệt mỏi, nhưng mà bởi vì lòng yêu mến Chúa, xin Chúa nhắc nhở anh em chúng con, kéo anh chị em chúng con lại gần nhau, để chúng con ngồi lại với nhau và chúng con học hỏi lời của Ngài, để chúng con chia sẻ những kinh nghiệm, những đời sống của chúng con đi theo Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước và dẫn dắt anh chị em chúng con, ban phước và chữa lành. Có những người đau yếu bệnh tật họ không đến được, nên Chúa Ngài cũng chữa lành để anh chị em chúng con trong những ngày sắp tới để đến với chúng con để mà học hỏi lời của Chúa, cùng cầu nguyện chung với nhau cho công việc nhà của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Và con cũng cầu xin Chúa cho ban thờ phượng hướng dẫn, Chúa ơi, ban thờ phượng những là những người đánh đàn, những người đánh trống, những người hát, lạy Chúa, tất cả những điều được hiệp một ý ở trong Chúa. Và xin Chúa Thánh Linh Ngài, Chúa nói rằng Chúa là Thánh, Ngài sẽ ngự giữa tiếng hát ngợi khen của dân Israel khi chúng con ban thờ phượng. Lạy Chúa, mục sư Xem đánh trống, lạy xin Chúa Ngài, khi ông đánh trống thì xin Chúa cho ông được nghe được tiếng trống ở thiên đàng, và xin Chúa sức dầu cho ông gấp bội phần hơn. Và con cảm tạ Chúa, xin Chúa Ngài cũng ở cùng ông trong những tuần tới sắp tới đây. Ông sẽ chia sẻ, tiếp tục chia sẻ lời của Chúa, và xin Chúa sức dầu và ban ơn trên ông một cấp bội phần. Chúng con tạ ơn Chúa. Và con xin Chúa Ngài cũng ban cho Michael đánh đờn, lại Chúa, guitar, Quy thì đánh đờn piano, Kim hát và Loan, lại Chúa Ashley, con cầu xin Chúa Ngài, Liêm và Châu, và những người hát và những người chơi đờn, nhạc cụ, những âm thanh, lạy Chúa, những ánh sáng, tất cả trong ban thờ phượng, nguyện Đức Giê-hô-va Ngài dầu anh chị em chúng con, để anh chị em chúng con hát vì Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ưa thích chúng con ngợi khen và dâng lên Chúa những lời hát tôn vinh và chúc tụng danh của Ngài, để chúng con khi bắt đầu vào những buổi nhóm thờ phượng thì chúng con hãy hát và tôn vinh Ngài. Chúa nói rằng hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang của Ngài, khá cảm tạ chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là Thánh, sự nhân từ Ngài hằng cõi mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Lạy Chúa, Chúa Ngài ưa thích những sự ngợi khen của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa khi sao lơ, lạy Chúa, khi ác thần nhập vào sao lơ thì nói rằng David ông sẽ đến và khải đờn, thì Sao-lơ sẽ được bình an và lành mạnh. Vậy chúng con ca hát ngợi khen tôn vinh Chúa để nói lên tấm lòng chúng con hạ mình trước mặt Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, xin Chúa con giao buổi thờ phượng trong những tuần sắp tới này ở trong tay của Chúa. Xin Thánh Linh bao phủ, xin quyết của Chúa Ngài ở đây và thiên sứ của Ngài đi qua đi lại ở trong căn phòng này, ban cho chúng con mỗi người để chúng con biết hát thờ phượng Chúa, để chúng con dâng lên những tấm lòng ca ngợi và tôn vinh chúc tụng Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Và con cầu xin Chúa cũng ban điều hành các buổi nhóm thờ phượng. Trại Chúa, xin Chúa Ngài cho chương trình các buổi nhóm hàng tuần của chúng con đều được đẹp lòng Chúa. Xin tiếp tục cho chương trình quay video và quay trực tiếp cho những ai xem ở trên mạng. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài cũng làm cho âm thanh ánh sáng và cái chương trình quay được rõ ràng và được cho anh chị em chúng con ở xa để họ cùng thấy và nhóm họp và ca ngợi thờ phượng chung với chúng con. Xin Chúa Ngài tiếp tục cũng sức dầu cho Thiện Dũng, là những người hầu việc Đức Chúa Trời. Đây là những người con của Ngài làm việc Chúa với hết cả tấm lòng, hết cả ý chí. Xin Chúa Ngài thêm ơn, thêm chức cho Thiện Dũng, cho Michael, Brent, và cho Philip. Lạy Chúa, con cầu xin cho cô Julie và cho những
người đang thâu những âm thanh, xin Chúa Ngài ở cùng Khánh An, Mục Sư Đạt, lại Chúa làm cái chương trình để mà nhóm con cầu xin tất cả những điều chúng con đi về cho danh của Đức Giê-hô-va của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, một lần nữa thì chúng con biết rằng chúng con mỗi sự chúng con hiệp lại làm ích cho Cha. Xin Cha ở cùng chúng con và chúng con luôn luôn xin Chúa sức dầu cho từng nhóm để chúng con học hỏi lời Chúa trong những ngày sắp tới. Dấy lên những tấm lòng cầu thai, những người cầu thai cho hội thánh của Chúa và cho chúng con cũng vậy, để chúng con cùng nhau cho công việc nhà của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Con dâng hết tất cả những điều này ở trong tay của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con, bao phủ quyết của Ngài cho chúng con, để chúng con đi đâu, làm gì, danh Chúa được vinh hiển. Chúng con tạ ơn Chúa. Con dâng mọi tất cả những điều này cùng hiệp lại với anh chị em chúng con mà cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời đấng toàn năng đời đời của chúng con. Buổi tối hôm nay chúng con hiệp nhau lại và cầu thay cho tất cả những mục vụ. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người thông dịch. Là đầu tiên con cầu nguyện cho chị Hiếu Rô. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho chị được đầy ơn. Và xin Thánh Linh của Chúa là Chúa của thông dịch, Chúa của ngôn ngữ, thì xin Chúa Ngài ban cho chị có sức khỏe và thông dịch rõ ràng từ tiếng Anh qua tiếng Việt, từ tiếng Việt qua tiếng Anh. Lạy Chúa, ban ơn lên cho họ. Họ dịch trôi chảy để cho những người nghe được rõ ràng và áp dụng theo lời của Chúa, nghe một cách trọn vẹn trong ân điển của Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước lên cho họ, khai phóng những ân tứ và những ta lân của chị trong những ngày sắp đến. Không phải chỉ có thông dịch không, nhưng Chúa Ngài cũng khai phóng tất cả những ân tứ mà Chúa Ngài đã ban cho mỗi một người chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn lên cho bác sĩ Minh mới tới hội thánh của chúng con, để cho anh được mạnh mẽ, được thông dịch theo Thánh Linh của Ngài mà chỉ dẫn. Lạy Chúa, bởi quyền năng tác động trên anh, không phải bởi thông dịch. Và xin Chúa Ngài cũng ban cho anh những ân tứ khác và những ta lân mà anh đã có. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin ban ơn lên cho anh. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa giờ này. Con cảm ơn Chúa, con nhớ đến Phước Nguyên, cũng thông dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Lạy Chúa, ban ơn cho Phước Nguyên được dịch theo ý của Ngài một cách rõ ràng, để cho người Việt, để cho chúng con nghe, để chúng con hiểu trọn vẹn bài giảng của tôi tớ của Ngài chia sẻ ra. Lạy Chúa, xin hành động trên những người thông dịch này. Xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên những người thông dịch. Tất cả để cho những người con nghe, để chúng con áp dụng và chúng con nghe một cách đầy trọn trong những bài giảng. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, con cũng cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn lên cho ban tiếp tân, ban ơn lên cho cô Mai, cô Hồng và cô Trân. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài ban ơn lên cho họ. Xin Thánh Linh của Ngài luôn luôn ban cho họ một niềm vui để tiếp khách những người mới đến và những người anh chị em của chúng con. Lạy Chúa, những ngày sắp đến, xin con cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho chúng con những điều Cha đã hứa, mỗi một chúng con được đầy dẫy Đức Thánh Linh và ban cho chúng con được Thánh Linh lúc nào Thánh Linh dẫn dắt đời sống từng 11 trong mục vụ này. Chúa ơi, VVC sẽ có một ngày được đầy trọn Thánh Linh của Ngài dẫn dắt. Lạy Chúa, ban ơn lên cho họ có một niềm vui mà Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa, để chúng con niềm nở tiếp khách. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin Chúa ban ơn lên cho họ, chiếu sáng mặt Ngài lên cho họ. Con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, giờ này con cũng cầu nguyện cho ban đội an ninh trật tự. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho anh Cường. Giờ này anh đang hầu việc Chúa tại Việt Nam. Thì lạy Chúa, anh trưởng ban, con cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va, vương quốc của Ngài ở cùng ban truyền giáo và ban cho anh được khỏe mạnh, sức khỏe từ nơi Chúa ban cho anh thêm ân tứ, không phải vì anh đội an ninh, anh đi hầu việc Chúa. Lạy Chúa, những ta lân, những ngày sắp đến,
khai phóng Thánh Linh của Ngài, khai phóng tất cả những ta lân, mỗi một chúng con, để chúng con mạnh mẽ, chúng con khai phóng ra lại Chúa là Đức Chúa Trời. Ban ơn lên cho anh, lại Chúa con cảm ơn Chúa, con cũng cầu xin Chúa, Ngài cũng ban ơn lên cho anh Cường Giang, anh cũng trong nằm trong đội an ninh, thì xin Chúa Ngài cũng ban ơn lên cho anh có sức khỏe từ nơi Chúa ban cho. Ban ơn lên cho chúng con có cặp mắt để chúng con giữ gìn những người đi nhóm lại, những trẻ em trong Hội Thánh VVC. Lại Chúa ban ơn lên cho anh và khai phóng những ân tứ, những ta lân của anh trong những ngày sắp đến. Lại Chúa con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện nhân danh Chúa và chúc phước Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên đội an ninh. Và con cũng nhân danh Chúa và chúc phước cho họ. Lại Chúa con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện nhân danh Chúa và chúc phước cho Vi là trưởng ban mục vụ của thiếu nhi. Lạy Chúa xin ban ơn cho Vi có một tấm lòng đầy dậy Đức Thánh Linh. Lạy Chúa bởi quyền năng của Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con hỡi chúng con làm gì thì xin Chúa Ngài luôn luôn dẫn dắt theo thánh ý của Ngài và theo Thánh Linh của Ngài, để không phải chúng con làm bất cứ việc gì trong hội thánh mà chúng con làm theo ý riêng của chúng con. Lạy Chúa bởi Thánh Linh của Ngài hướng dẫn và dẫn dắt từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Lạy Chúa chúng con nhờ cậy, luôn luôn chúng con nhờ cậy Thánh Linh của Ngài hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con dâng tất cả những điều trên mà chúng con ngợi khen Chúa, ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cầu nguyện trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Linda sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa một ngày phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng con. Cũng như ở ngoài trời mưa và lạnh, nhưng mà Chúa cũng gồm góp chúng con đến đây được sự bình an. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con cầu xin Ngài qua sự giảng xuất và truyền thông video tape cũng như là Facebook và YouTube. Xin Chúa Ngài cũng ở luôn và cho những Facebook được sáng, cũng như tiếng nói rõ ràng, cũng như YouTube cho nhiều người đến và được ơn phước mà đến đó để nghe lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, và cũng như Chúa con nhớ đến trong đội ngũ của chúng con. Xin Chúa Ngài, Đức Thánh Linh Ngài vận hành cho Yến cũng như chị Tracy, cũng như riêng con, cũng như trong đoạn múa của chúng con, để cho chúng con được ơn phước của Ngài và mặt Ngài soi sáng trên mỗi chúng con. Không phải là Chúa con múa cho người ta coi, nhưng mà con cầu xin Chúa sự vinh hiển của Ngài trên và mặt Ngài soi sáng trên đoạn múa của chúng con, để cho chúng con múa nhịp nhàng và cho chúng con kính lòng, chúng con kính sợ Chúa, mà để cho chúng con múa một cách theo ý của Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài đổ dầu mới của Ngài tuôn tràn ra cho Yến cũng như chị Tracy, cũng như riêng con, cũng như trong đoạn múa của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều. Và Chúa ơi, con nhớ đến một phục vụ giúp đỡ cho những người cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài dẫn mỗi chúng con trong đoạn nhiều người đến để cầu thay, và không phải để cho chúng con nói riêng của chúng con, nhưng mà những cái nhu cầu của họ thì con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ và chỉ dẫn cho chúng con luôn. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, và con dâng vinh hiển đều thuộc về Ngài, và con dâng Chúa bấy nhiêu điều dâng danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời, kính yêu. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho chúng con có thời giờ đến đây để cùng dâng lên những điều mà chúng con ao ước, điều chúng con sẽ cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng con trong giờ này, để chúng con cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho Hội Thánh có được những em thiếu nhi, ấu nhi được mạnh khỏe, vui vẻ. Xin Chúa Ngài ban ơn trên các em, để các em được sống những ngày tuổi thơ được tốt đẹp, để lớn lên trong tình yêu thương của Ngài.
Xin Chúa ban ơn cho các cô giáo hướng dẫn. Xin Chúa ban ơn cho cô Vi để có đầy ơn của Ngài, có sự kiên nhẫn, có sự yêu thương các em, có thể đối xử với các em như những người bạn thân. Xin Chúa cũng ban ơn để cho mỗi gia đình các em đang sống, những bậc cha mẹ cũng sẽ đối xử một cách yêu thương, kiên nhẫn đối với các em, để giúp đỡ các em. Vì Chúa nói rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng là thuộc về những kẻ ấy. Xin Chúa cho những bậc cha mẹ có thể đối xử với các em như là đối xử với những người đang được hưởng nước thiên đàng. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ, phụ huynh, anh chị cũng sẽ đối xử với nhau một cách tốt trước các em, để các em nhận biết rằng tình yêu thương của Chúa đang bao phủ gia đình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhớ đến một vụ thiếu niên. Xin Chúa ban ơn cho các em có tâm thần hướng về Ngài, khao khát Ngài, muốn học hỏi lời của Ngài và nhiều thời giờ hơn với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho những người hướng dẫn như là mục sư Sam. Xin Chúa ban ơn cho những thanh niên. Chúa ơi, xin Ngài cũng ban ơn cho Khánh An, cũng là người hướng dẫn các em nữa. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho các em lớn lên ở trong hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho các em đầy ơn của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho thêm những người hướng dẫn tốt đẹp, có kinh nghiệm, để hướng dẫn các em đi theo đường lối của Ngài một cách chặt chẽ. Nhất là giúp cho các em có thể gần với lời Ngài hơn, để hiểu rõ ý muốn của Ngài trong từng chi tiết một, để trong đường đời các em sẽ không bị vấp ngã. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng nhớ đến những người ở trong một vụ nấu ăn. Xin Chúa Ngài ban ơn để sau khi chúng con nhận được lời Ngài là thức ăn thuộc linh, thì chúng con cũng có được những thức ăn thuộc thể giúp cho chúng con được ngồi lại với nhau và chia sẻ tình yêu thương của Ngài. Xin Chúa ban ơn để cho ngoài những người nấu ăn ra, thì chúng con cũng có những người không biết nấu ăn đi nữa nhưng cũng sẵn sàng phục vụ để có thể giúp đỡ nhà bếp dọn dẹp sau khi những việc ăn uống đã xong. Xin Chúa cũng giúp đỡ cho trong hội thánh sẽ có những người tình nguyện ở lại thêm 5-10 phút để có thể dọn dẹp những phòng ăn cho sạch sẽ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài nhiều lắm vì cớ buổi tối hôm nay chúng con từ các nơi về đây tụ hiệp với nhau. Xin Chúa Ngài ban ơn cho những người đứng lên chia sẻ lời Ngài, ban ơn cho những người cầu nguyện và cũng ban ơn cho những người đang theo dõi chương trình trong khi đang ở thật xa. Chúng con xin Ngài ban phước trên họ nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con hiệp một cùng nhau trong giờ này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cha đời đời Chúa bình an. Chúng con đến với Chúa giờ này, con cầu nguyện cho ban tài chánh được ơn trước mặt Chúa và được sự ban phước của Chúa dồi dào trong năm nay cũng như trong những năm sắp. Con cảm tạ Chúa. Con cầu nguyện giờ này Chúa Ngài ban phước lên
cho những con cái Chúa trong ban đếm tiền cũng như ban sổ sách có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, có sự thông minh cũng như trong lúc đếm tiền cũng như người giữ sổ được tất cả một sự tốt đẹp. Con cảm tạ. Con cũng cầu nguyện cho ban kế toán là những người thu vào và chi ra một cách tốt đẹp, không bị sai trật trong ơn của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện cho con cái Chúa trong đội sắp đặt. Xin Chúa Ngài ban cho họ có sự có sức khỏe cũng như có bàn tay khéo léo để sắp đặt cũng như tháo gỡ những vật dụng, những đồ đạc trong những buổi nhóm cũng như trong những buổi sinh hoạt của Hội Thánh Chúa tại đây. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn trên mỗi đời sống của con cái của Chúa trong ban sắp đặt, được Chúa Ngài dẫn dắt cũng như được Chúa Ngài ban cho có một tâm trí, có một sáng kiến để lo cho công việc của Chúa trong lúc tháo gỡ cũng như trong lúc sắp đặt mọi công việc trong buổi nhóm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện cho những con cái Chúa trong phòng cầu nguyện được ơn trước mặt Chúa, được sự sức dầu của Ngài trên môi miệng của họ để họ cầu nguyện với Chúa và được ơn của Ngài cũng như lúc họ cầu nguyện được thấu đến thiên đàng, được sự nhậm lời của Chúa và làm rung chuyển thế giới tối tăm. Con cảm tạ ơn Ngài. Hỡi là Cha Thánh, có nguyện đặt cho những người này có một cái tâm trí, có một cái tinh thần cầu nguyện mạnh mẽ để công việc của Chúa tại đây được phát triển cũng như được ơn của mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Cha yêu dấu chúng con. Lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu vĩ đại của chúng con. Buổi tối hôm nay con cũng dâng môi miệng và lời cầu thay cầu nguyện của chúng con lên đến Chúa Trời toàn năng của chúng con. Thánh Linh xin Ngài đến nhận sự cầu nguyện của chúng con, nghe những đang hướng về Ngài. Giờ này chúng con cũng nhân danh Đức Chúa Giêsu Đấng Christ mà chúc phước là những đội mục vụ giải trí thể thao động trong khu CLC thánh của chúng con. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn, ban phước lại cho mấy anh em trong mục vụ. Và con cũng nhân danh Đức Chúa Giêsu Đấng Christ mà cũng chúc phước lại cho mấy cô nấu nướng nhà bếp và mấy anh chị em ở sau hậu trường làm việc. Và sau khi những bài giảng và những khu vui chơi hay là giảng dạy xong thì có nhiều anh em họ cũng dọn dẹp mà không ai hay biết. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài cũng thấy mọi sự, dù dấu kín ở bên trong hay những sự tối tăm nào, nhưng Chúa Ngài cũng thấy. Chúa Ngài cũng có dạy là công khó của anh em cũng không có oan uổng đâu. Giờ này con cũng nhân danh Đức Chúa Giêsu Đấng Christ mà chúc phước cho mấy anh chị em có tấm lòng phục vụ dù bất cứ nơi nào, nhưng không phải phục vụ cho con người mà phục vụ cho Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng ta. Giờ này con cũng chúc phước cho phái đoàn truyền giảng, những con cái tôi tớ của Chúa ở thánh VBC về Việt Nam và những con cái Chúa ở nơi khác tụ tập lại đang truyền giảng ở từ Cà Mau và Sài Gòn và ra Hà Nội. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn, ban phước lại cho họ. Xin Chúa Thánh Linh là dòng sông sự sống ở cùng luôn tuôn tràn những đoạn đường họ đang đi. Chúa xin Chúa Ngài cũng ban ơn, ban phước lại những dấu kỳ phép lạ của Chúa cập theo họ để cho họ luôn vững đạo. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn lại cho gia đình, gìn giữ gia đình, vợ chồng, con cái của họ ở lại Mỹ này cũng được ơn, được phước. Xin Chúa Ngài cũng bảo vệ sự bình an cho công ăn việc làm, trường học, con trai, con gái họ đi học và những cơ sở, những gia đình, nhà cửa của họ luôn luôn được bình an. Xin Chúa Ngài cũng gìn giữ họ trên đường trở về làm Mỹ ngày 16 tháng 12 này trở lại Mỹ. Xin Chúa Ngài cũng gìn giữ tay lái của người phi công và những hành trang, hành lý của họ và những diễn giả. Xin Chúa Ngài cũng ban phước lại sức giàu trên họ lúc ra đi, trở về nhà thì giàu của Chúa cũng đầy tràn trên đời sống của họ.
Và xin Chúa Ngài cũng ban phước lại cho những anh chị em ở trên mạng. Tuy chúng con cũng không nhìn thấy và cũng không biết, nhưng họ cũng thuộc về người đằng sau. Xin Chúa Ngài cũng ban phước lại cho những người luôn luôn cầu thai và dâng hiến và làm mọi sự. Vì chúng con là ở trong Ngài, dù chúng con mỗi người mỗi nơi nhưng cũng là chi thể của Ngài. Xin phước của Chúa bao phủ họ và gìn giữ họ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con chúc phước lại cho anh chị em chúng con cho buổi tối hôm nay. Khi ra về, xin Chúa Ngài cũng gìn giữ tay lái của họ trở về nhà được bình an. Xin chủ lửa của Chúa sưởi ấm lại họ trong buổi tối hôm nay. Ngồi trời cũng lạnh rét, xin Chúa Ngài cũng sưởi ấm họ bằng lửa của Ngài. Xin bình an của Chúa, sự an ủi của Chúa đến với họ trong giấc ngủ đêm nay. Chúng con dâng danh đình của chúng con và hội thánh Chúa ở nơi này. Xin Chúa Ngài cũng gìn giữ những ngày tháng qua, sau này và những buổi nhóm cuối tuần. Xin Chúa Ngài cũng sức dầu. Còn dâng buổi tối hôm nay trong tay quyền năng của Chúa Thánh Linh, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa cho các thi thể trong Chúa tối hôm nay có cơ hội để mà cầu nguyện. Xin Chúa Ngài ở cùng các anh chị em, nhất là những anh chị em đang theo dõi online. Chúa ban sự bình an, thương xót, ân điển của Chúa ở cùng với chúng ta. Và xin Chúa các chị em tiếp tục cầu nguyện cho phái đoàn đang ở Hà Nội, sẽ đi Phú Thọ cũng như là trung tâm Aquila của một sư năm Bố Trung. Xin những dấu kỳ phép lạ của Chúa Ngài làm tại nơi đó, cũng như cầu nguyện cho phái đoàn 16 tây tháng 12 họ trở về Mỹ. Xin Chúa Ngài bảo vệ gìn giữ họ được mọi sự bình an. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho các con cái Chúa được ngủ nghỉ bình an. Shalom. Bye bye.